mình mẹ đang thân xin chào mọi người nha. Hôm nay lại gặp mình với một chủ đề cũng liên quan về mí nha cả nhà. Nhưng mà mình không có không có chia sẻ về mí hư hay mí hỏng nữa nha mọi người. Nhưng mà mình chia sẻ về khi mà mọi người muốn đi cắt mí nha, những điều cần biết trước khi đi cắt mí nha cả nhà. Thì mình chia sẻ cái này thì bác sĩ nào mà thấy mình cái clip này của mình đừng có chửi mình nha. Thật sự mà nói thì mình nói chia sẻ về cái giá cả, về những bạn nào muốn đi cắt mí thì mình nói ai thì mình nói vừa nói mình đi. Và mình nói rất có nhiều bạn cũng lại gửi cho mình, thì có bạn cũng rất là bất xúc luôn mọi người. Trước rồi cũng có mấy bạn cũng nói về như vậy nhưng mà mình cũng không có làm đâu. Tại vì mình làm cái clip này á thì nó liên quan tới thẩm mỹ viện người ta. Mình không có kêu tên ra cái thẩm mỹ viện nào, nhưng mà nó cũng liên quan tới cái công việc của người ta cả nhà. Thì lỡ mà bác sĩ coi ha, là ai làm trong nghề này thì mình cũng trong cái nghề này nè, nhưng mà mình lại không phải mình nói tốt. Thì mình có tâm, mình phải nói mình rất có tâm luôn. Mình cái nào mình không cắt thôi, nhưng mình nhấn mí vô vậy đó, mình nhấn mí vô mình tư vấn người ta đi luôn là vậy đó, ví dụ vậy đó. Thì mình cũng đắn đo lắm mình lên cái clip này cả nhà. Thì bác sĩ nào mà bên thẩm mỹ viện nào mà không yên, bác sĩ nói chung là ai bên cái làm đẹp, chủ làm đẹp nè, bên cắt mí nè, bên thẩm mỹ nè, cái ai vô tình coi clip mình thì nhớ cũng đừng có để bỏ lướt qua thôi nha, đừng có coi kỹ quá chứ, giờ đừng có chửi mình nha. Mình có suy nghĩ nhiều lắm cả nhà. Thì trước có mấy bạn kêu mình làm thì mình cũng không có làm đâu. Nhưng mà kỳ này có bạn này cũng hơi bức xúc quá. Thì mình nếu mà mấy cái thẩm mỹ viện thì có gặp mình thì cũng giúp ra một chút xíu kinh nghiệm đi. Hay là đây là do người ta làm vậy, người ta bắt buộc ta phải làm vậy ta, mình cũng không biết. Thì mình tư vấn sao thì mình cứ làm vậy đi. Chứ đừng có lên mà mình dễ người ta, dùng từ dễ luôn nó khó nghe hơn là mình vô là mình bị dễ đó cả nhà, bị dễ cái này, bị dễ cái kia đó, nó là ăn bánh vẽ đó. Nói chung là giống như mình vào tạm thời mình kể ra mấy cái bạn kia nói đi nha, thì mình nói mình trước đi. Thì cái clip này của mình đây thì trong Zalo mình thì cũng có bác sĩ làm cho mình đây nè. Thì mình nếu mà có vô tình nghe mình á thì coi nào góp ý kiến, mình coi như mình lời mình góp ý kiến, ví dụ như đi. Tất lẽ là mình không làm đâu, nhưng mà nhiều bạn nói lắm thì mình mới làm thôi. Nếu mà mình trời ơi, cũng suy nghĩ nhiều lắm nha cả nhà. Nhiều bạn kêu mình làm nhà mình cũng không làm, tự nhiên mình sợ ảnh hưởng tới công việc người ta. Chứ cả nhà thì đừng có ăn bánh vẽ, đừng có vẽ người ta, đừng có vẽ cái này vẽ cái kia cả nhà. Mình chịu nói mình trước đi, mình không nói những bạn kêu mình làm tiếp nha, để nói lên như cái này nha. Vô chủ đề đi, mình không nói thì mình có chủ đề đó mình làm hoài. Mình nói đơn giản sơ sơ mình nha. Hồi mình làm từ trên Facebook, mình không nói cái tên, tạm thời mình không có nói cái tên nó ra làm nha cả nhà. Thì làm trên Facebook thì thấy cái trang nó quảng cáo quá trời nhiều đi. Thì mình thấy là quảng cáo mà, thì đương nhiên rồi. Cái vô chỉ nói là giá đó, ví dụ vô nói mình ví dụ nha. Ví dụ nói 5 triệu đi, mà đang ví dụ nha. Ví dụ như làm từ A tới Z vậy, 5 triệu đi. Rồi cái giá đó là 5 triệu, nhưng mình cũng hỏi rõ ràng nha cả nhà. Đây không phải là mình không hỏi nha. Mình hỏi rõ ràng luôn là yêu cầu bác sĩ. Bữa đó mình vô trong đó mình cự cả nhà. Mình cự mấy bé dưới á, bác sĩ làm cho mình trên chắc không biết đâu. Thì nếu mà vô yêu cầu bác sĩ trưởng khoa có bị mất phí thêm không? Cái người tư vấn trong cái trang quảng cáo đó là nó không mất phí nha mọi người, nó không mất phí thêm. Tại vì mình làm cái này là bao gồm luôn cho mấy cái bạn mà kêu mình nha, làm giùm cho mấy bạn nó cũng ức, mà mấy bạn nó không có làm chung ở trong cái thẩm mỹ viện mình nha, mà hình như là nhiều cái thẩm mỹ viện nó đều giống nhau đó. Hình như là đa số vô người ta cứ bình thường nó có một cái giá 5 triệu ví dụ nha, thì vô trong đó không có một giá đó đâu cả nhà ơi. Vô đó toàn là này nha, thứ nhất là mình nè, thứ nhất là vô chỏng má mình nói yêu cầu bác sĩ trưởng khoa làm cho mình là tăng 1 triệu nha cả nhà. 1 triệu nha, 1 triệu là yêu cầu đó, mình nghe mình đã bực rồi. Mình lỡ vô rồi cả nhà, lỡ vô rồi thì mấy người đó người ta đón tâm lý cả nhà. Đón tâm lý thì vô đi tới nơi rồi chẳng lẽ em có 1 triệu mà làm đẹp mà tiếc chi.
Thì hồi tư vấn mình hỏi, ủa sao lúc đó tư vấn mình hỏi là cái người khi mà vô yêu cầu mình hỏi là không tốn phí, mà sao lúc tư vấn thì nói không, bây giờ vô đây là có tốn phí. Đó là 1 triệu nha cả nhà, 1 triệu, nhưng mình là chấp nhận luôn mọi người. Mình đã thì giống như mình, chắc người ta cũng nắm tâm lý, khi mà tới đè làm đẹp rồi thì chắc cũng không tiếc chi, chỉ cần đẹp mà được thì cũng mình cũng chấp nhận tốn luôn. Mình cự nhưng mình chấp nhận mình tốn luôn nha mọi người. Chẳng lẽ đi về mình đi đi làm, chẳng lẽ đi về đi xa xôi mình hẹn hò rồi mình đi tới nơi rồi chẳng lẽ đi về cả nhà, cái mình chấp nhận tốn phí nè, cái đó không nói nha. Lại là thêm cái phí ví dụ 5 triệu là cái phí yêu cầu là 1 triệu nha, là ngoài cái quảng cáo đó, rồi thêm phí gì cắt dao gì nữa cả nhà, đốt gì đó, nói chung là cắt dao không có bị chảy máu, mau lành vết thương, đó là thêm 1 triệu nữa mọi người. Đó vậy đó nha, là lên 2 triệu chưa, đó sơ sơ cả nhà thấy lên 2 triệu chưa. Rồi người ta kêu là cắt này cắt nọ, nhưng mà mình không có nghe nhiều, mình đã trong nghề rồi đó, là mình vốn dĩ làm trong nghề rồi là mình không có nghe nhiều rồi đó nha, thì mình còn bị dướng vô thêm 2 triệu nữa. Sương sương thôi, không biết 2 triệu nó còn phát sinh gì không, mình không nhớ kỹ nữa ta. Mình không nhớ nữa cả nhà. Nhưng mình nhớ rõ như in là cái chuyện đó, mà tự nhiên mình cự mấy bé ở dưới à. Bác sĩ mà có vô tình coi của mình thì mình góp ý kiến, đừng có làm vậy. Quảng cáo sao? Thay vì bình thường mấy con bé kia á, thì mấy cái người khách của mình á, thì kêu mình nói với mình á, tâm sự với mình, kêu mình làm clip là mấy người đó là bị vẽ rõ ràng. Còn cái này mình hỏi rõ ràng luôn cả nhà. Cái này là mình hỏi rõ ràng luôn mọi người. Mình hỏi rõ ràng luôn là có mắc phí không khi yêu cầu bác sĩ chuyên khoa không, không mắc phí rồi mà vô chồng vẫn mắc 1 triệu nha cả nhà. Đó là cái đó là mình nói thật nha, không có nói thêm nha. Bây giờ mình thì có bác sĩ trong cái trang của mình thế nào cũng biết, thì mình không nói thêm đâu. Thì chỉ kêu khuyên là bác sĩ khuyên mấy người trong đó tư vấn làm sao thì làm vậy cho người ta. Còn vô trong mà đừng có nói như vậy, người ta cũng mất lòng, trong đó có em nè. Thì mấy cái phát sinh đó thì mình vô đây là mình khuyên hẳn luôn đi, mình khuyên hẳn mấy bạn đó đó, kết lại một câu là nãy mình nói vậy thôi, nhưng mà rất có nhiều bạn đã tâm sự với mình và ức kêu mình làm cái video lên là để nói cái này. Thì hôm nay mình cũng nói, thì mình nói là mình khuyên các bạn nào á đi cắt thì vô người ta ở ngoài tư vấn làm sao thì mình vô mình làm cái giá y vậy. Mình đừng có nghe vẽ cái này, nghe vẽ cái kia, mình đừng có làm này làm kia. Mình cắt là mình cắt ngay từ đầu, mình làm sao thì mình cứ làm vậy, đi vô chỗ người ta tư vấn cái gì không cần biết. Thật luôn. Mình cứ quyết định ngay từ đầu, đừng để người ta dẫn mình đi nha mọi người. Dẫn mình đi là tiền lên gấp đôi luôn mọi người. Có khi lên nhiều lắm đó cả nhà. Lên cao lắm đó. Chứ không phải cái giá đó đâu, giá mà ở ngoài người ta quảng cáo lên có giá đó là giá của bắp thôi. Vô trong đó người ta làm thế này thế kia, người ta nói này nọ, cái giá lên trên trời luôn á nha. Có nhiều bạn thì người ta làm đẹp mà sao người ta tiết tiền được, thì ta dính cháu người ta làm luôn mọi người. Thì mình cứ vô chổng, mình cứ vô trong chổng làm theo giá cũ, theo ý của trang là như vậy nha. Mình khuyên mấy các bạn nào mới đi cắt mí thì nên làm theo cái giá cũ ngay ban đầu, đừng vô chổng nghe mình là trong nghề mà mình còn bị nè, mình biết thế nào ăn bánh vẽ mà mình còn bị đó thế nào mà mình cũng bị, mình cắt con dao mình bị con dao nè, cắt con dao nè đó, cắt con dao đó mau lành. Mình nghĩ cắt dao thường cũng lành thôi à, thiệt luôn. Các bạn cứ cắt dao thường cho mình đi, đừng có âm ma hay dao gì dao gì mà đốt mở cháy rồi cởi nên mình cắt bình thường, dao mình tự nhiên nó bản sinh nó cũng lành nè mọi người ơi. Tự người ta làm phát sinh cho mình thêm nó phí nó thêm, hiểu không? Mình cứ làm theo cái giá thấp nhất đi, thiệt luôn á. Bác sĩ nào mà có ghét mình chịu, nhưng mà đây tự nhiều bạn quá rồi cũng khuyên mình, trong đó có mình nữa, thì hôm nay mình làm cái clip này ra là mình khuyên những các bạn đó nên đi làm vậy đó. Ngay đầu muốn làm đẹp, cách làm đẹp tư vấn sao làm tôi vậy, vô đó tư vấn sao mà ở ngoài tư vấn sao vô đó làm tôi yên vậy, đừng có vẽ ra thêm nữa, vẽ ra thêm các bạn đừng có làm nữa. Hay các bạn muốn sao thì tùy các bạn nha, mình khuyên vậy thôi nha. Các bạn muốn làm thì tùy các bạn nha, đó là mình chỉ khuyên như vậy thôi nha các bạn. Nói chung video mình chỉ kết tới đây thôi nha cả nhà. Thì tới đây thôi thì mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn nhớ bấm like đăng ký kênh và ủng hộ mẹ đơn thân TV nha mọi người.